Giới thiệu với bạn, đây là chú ré cá vuốt bé siêu quậy vừa được trả lại từ một người bạn sau 3 tháng nhận nuôi. Từ lúc chưa mở mắt, vì không có thời gian chăm sóc, những thú vật sơ sinh bị săn trộm, nên tôi cũng phải gửi gắm nhờ bạn bè nuôi giùm, khôn lớn, khỏe mạnh rồi mới thả thú được. Tình hình là bé ré cá này quậy quá nên bị đuổi sớm hơn dự định. Anh bạn Tiêu nói, nó cứ tắm rửa suốt ngày rồi lau chùi lên đồ đạc trong nhà ướt nhem hết, xong cứ đòi theo hoài không cho đi đâu cả. Nhốt lại thì khóc thét làm phiền, cả nhà không ai chịu nổi. Còn gần đây cho bú sữa thì cắn nát hết cái nắm vú, nên ăn uống khó khăn quá mới trả gấp cho Tiêu nè. Rồi về đây Tiêu tập cho uống sữa bằng ống chích, rồi giờ ghiền nhai ống chích luôn. Các bạn thấy đó, ré cá là loài vật rất thông minh, thân thiện hơn cả chó, nhưng chúng thích quậy phá. Nếu không có thời gian quan tâm dạy dỗ sẽ thành bất trị. Còn nhiệm vụ của người cá Tiôn là ai bắt hại động vật thì Tiôn phải cứu, chăm sóc nó rồi thả, chứ không giữ nuôi làm chi, thời gian đâu mà chăm lo. Chương trình bơi lội kêu gọi bảo vệ môi trường của Tiôn trên thế giới mấy năm nay đáng lẽ đã được thực hiện, nhưng lo ở Việt Nam cứu động vật riết mà không có đi đâu được hết. Mỗi lần để dành được một số tiền để chuẩn bị đi nước ngoài thì anh lô, anh Tiôn hả, anh có mua ré cá không? Anh không mua hả? Em bán hết nha, bán cho người ta ăn thịt, bán cho người ta lột lông, bán cho người Trung Quốc. Anh lô, anh Tiôn, anh có mua con gà ri không? Trời ơi trời, tùm lum con hết các bạn ơi, đủ thứ thú trên đời hết. Mà do cứu toàn mấy con thú baby thế này mà phải nuôi nấng mệt mỏi lắm. Cảm ơn các bạn quan tâm đến Tiôn nhé. Nhưng không cần phải quan tâm đến cuộc sống của Tiôn đâu. Dạo này thấy nhiều bạn moi móc thông tin cá nhân của Tiôn nhiều quá. Tiôn cũng bình thường thôi, không có giàu có gì đâu. Người ta làm ăn tích lũy tiền bạc thì người ta có dư người ta giàu. Còn Tiôn á, có dư Tiôn đi cứu động vật hết rồi, nên không có tiền nhiều như các bạn nghĩ đâu. Tiền là vô mấy con thú Tiôn thả hết rồi các bạn ơi. Đó giờ Tiôn không có tích lũy tiền bạc. Còn được một ít tiền, Tiôn tính là chơi hết năm 2016 này luôn. Ai liên hệ Tiôn mua hết thú lần này nữa thôi. Qua 2017 Tiôn không mua thú nữa. Tiôn chỉ làm clip kêu gọi bảo vệ động vật, thiên nhiên, môi trường. Ở Việt Nam như vậy là đủ rồi. Các bạn thương quan tâm thì chia sẻ để mọi người cùng nhau ủng hộ việc bảo vệ thú của Tiôn, để giúp Tiôn thả thú. Chỉ cần các bạn quan tâm đến môi trường để động vật phát triển và không bị bắt hại nữa là tốt rồi. Hãy giúp Tiêu chia sẻ video để nhiều người biết đến, để người thân của những người săn trộm thấy được, khuyên nhủ họ từ bỏ bắt hại ré cá. Chứ các bạn không ủng hộ Tiêu thì những người săn trộm vô trong rừng sâu tối ngày họ cứ bắt thú riết, bắt ré cá hoài. Còn Tiêu thì thả thú hoài, có được gì đâu. Cũng lớn tuổi rồi, thời gian thì càng ngày càng ít. Việc Tiêu làm là muốn các bạn thấy đó mà làm gương, chứ Tiêu cũng chả cần nổi tiếng để làm cái giống ôn gì. Nhìn ré cá giỡn nhây còn hơn chó đúng không bạn? Trên bờ dưới nước gì cũng quậy được. Nhưng đây là loài vật có thể trở thành cánh tay đắc lực của con người đấy. Nghĩ thử xem, con chó có thể kiếm thức ăn cho bạn trên cạn, con ré cá kiếm thức ăn cho bạn dưới nước, hoặc có thêm con khỉ để kiếm thức ăn cho bạn trên cây. Săn bắt hái lượm đều có đủ. Sống gần gũi với động vật vậy là quá tốt, thì cần gì phải bị lệ thuộc vào đồng tiền nữa đúng không? Chỉ cần chúng ta biết quan tâm bảo vệ thiên nhiên và động vật là sẽ có được cuộc sống thoải mái và đầy niềm vui.